Tôn Nhất Ninh, hot girl khiến Vương Tư Thông điên đảo lộ nhan sắc thật gây sốc vì tắt nhầm filter. Trên sóng livestream, hot girl đình đám Tôn Nhất Ninh vô tình gặp sự cố để lộ nhan sắc thật trước công chúng. Khoảng giữa tháng 6 năm 2021, netizen đại lục từng xôn xao về drama căng đét liên quan đến thiếu gia giàu nhất Trung Quốc Vương Tư Thông. Thời điểm đó, mạng xã hội Weibo được fan xôn xao khi thiếu gia tỷ đô Vương Tư Thông tố người đẹp Tôn Nhất Ninh trên mạng xã hội rằng cô này thuộc giới tính thứ ba nhưng giả làm gái thẳng để lừa dối anh và người bạn của anh. Thêm vào đó, Vương Tư Thông còn nói cô này giả tạo, diễn kịch, lừa đảo. Sau đó, Tôn Nhất Ninh đã đăng tải bài viết với nội dung Văn xin thiếu gia Vương Tư Thông buông tha cho mình trên trang cá nhân. Nguyên do là bởi Tôn Nhất Ninh trong thời gian gần đây liên tục được chàng thiếu gia để mắt nên thường xuyên nhắn tin thả thính tán tỉnh. Dù lời lẽ thì không có gì quá đáng, nhưng việc nhắn tin và liên lạc với tần suất dày đặc của Vương Tư Thông khiến Tôn Nhất Ninh thực sự cảm thấy phiền phức. Cô khẳng định mình đã vạch rõ ranh giới tình cảm với thiếu gia họ Vương, không đáp trả bất kỳ lời thả thính nào, nhưng Vương Tư Thông vẫn không buông bỏ khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi. Đỉnh điểm nhất là khi Tôn Nhất Ninh livestream khóc lóc yêu cầu Vương Tư Thông hãy buông tha cho cô. Cô thậm chí còn tung tin nhắn chứng minh Vương Tư Thông tán mình không được liền đạp đổ. Trong khi đó, Tôn Nhất Ninh nhắn lại cho Vương Tư Thông toàn những lời thẳng tính, không hề đưa đẩy mờ ám, thậm chí còn có chút phủ phàng. Cực chẳng đã, nàng hot girl này mới phải tung ra loạt hình ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa hai người. Kể từ đây, những dòng tin sấy súa, thả thính ác liệt của Vương Tư Thông bị phơi bày. Cụ thể, Vương Tư Thông đã liên tục nhắn tin chèo kéo người đẹp. Em đang làm gì vậy? Sao không trả lời anh? Em không đoái hoài gì tới người yêu thương em, quan tâm em, lo lắng cho em sao? Ngày trước anh thích rất nhiều người, giờ đây anh chỉ thích có một người mà thôi. Không chỉ vậy, thiếu gia này còn có nhiều tin nhắn nhõng nhẽo. Khó khăn lắm anh mới thổ lộ tiếng lòng, vậy mà em cứ lơ đi. Nếu không thể yêu nhau, liệu có thể làm bạn được không? Cho anh gặp em đi, lúc ấy tinh thần của anh mới khá lên được. Trước những bằng chứng này, cư dân mạng hoàn toàn đứng về phía Tôn Nhất Ninh, nói Vương Tư Thông chơi bẩn, khiến họ tin rằng năm xưa đại thiếu gia này tán không được Cúc Tịnh Y, cũng liền bôi nhọ nói xấu nữ diễn viên. Có thể nói sau sự việc này, danh tiếng của thiếu gia giàu nhất Trung Quốc đã bị tổn hại phần nào, nhưng đồng thời sự nổi tiếng của Tôn Nhất Ninh lại tăng lên kha khá. Xét cho cùng thì ngoại hình của Tôn Nhất Ninh quả thật rất nổi bật, nhiều người cho rằng cô nàng trông xinh đẹp không khác gì minh tinh cả. Tuy nhiên, không ít người khác vẫn tỏ ra nghi ngờ bởi dù sao Tôn Nhất Ninh cũng chỉ là một hot girl mạng. Mà những gì trên mạng thì bạn biết rồi đấy, chỉ nên tin 50% thôi. Những vụ vỡ mộng vì gái xinh livestream tắt nhầm filter đầy ra đó thôi. Và đúng là người tính chẳng bằng trời tính khi mới đây, chính Tôn Nhất Ninh cũng gặp phải sự cố này. Cụ thể, trong một lần livestream gần đây cùng bạn bè, bộ lọc làm đẹp tự động của Tôn Nhất Ninh bất ngờ biến mất khiến cô nàng bị lộ hoàn toàn nhan sắc thật. Điều này có thể là ác mộng với những hot girl khác, nhưng với Tôn Nhất Ninh thì dường như lại không. Đầu tiên, không có filter trợ giúp, phải công nhận làn da của Tôn Nhất Ninh ngăm đen hơn khá nhiều, lớp trang điểm dày cũng lộ rõ, nhưng trên thực tế các đường nét trên gương mặt Tôn Nhất Ninh không thay đổi nhiều, ngoại trừ nước da tối màu hơn ảnh chỉnh sửa, cô nàng trông vẫn rất xinh với khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao. Nhiều người cho rằng nhan sắc nổi bật cỡ này thì việc thiếu gia giàu nhất Trung Quốc si mê tới nỗi bị bóc phốt cũng không khó hiểu. Tôi thấy không có filter bạn này trông còn xinh hơn. Do ánh sáng ảnh hưởng xíu thôi chứ bạn này đẹp thật, vẫn khá ưa nhìn. Bỏ qua ồn ào tố qua tố lại của họ, có thể thấy thiếu gia giàu nhất Trung Quốc một khi yêu ai cũng sẽ mắc phải những sai lầm giống hệt các chàng trai khác. Đó là đôi khi sẽ chơi chiêu, đẹp trai không bằng trai mặt. Chỉ là trong trường hợp lần này, đối tượng của chàng thiếu gia không bị lung lay gì cả.